Tiệm không cái còn shop gì đâu mà không có hoa gì bán ra cho con á chị. À, bán hết rồi. Khách VIP mua không còn một bông. À, mời cô đi chỗ khác mua cho ha. Hôm nay lạ lùng gì. Người ta nói người đời nhiều sân si lắm. Em nè, Lan, bữa mua cái đầm này của anh nè, nhớ không? Không nhớ, đâu có quen đâu. Ê ông, sao ông nói cái đầm này là một mình Sài Gòn có tôi có thôi, bây giờ tự nhiên đâu ra cái đúng rồi vậy? Cái đầm này có độc nhất ở Sài Gòn này, chỉ có một mà xách tay ở bên Ý về nữa. Ông này ông bán cho tôi 800 ngàn lẻ rề luôn hả? Đâu đi được dễ vậy chị ơi. Là sao? Là chị tôi mà quên quá ta. Dạo này chị cũng có tuổi rồi đó. Bữa chị hứa với tôi sao bữa nay chị đi quay về cái chị sao nè? Đi quay về thì sao ta? Thì sao ta? Em ơi chị hay quên lắm. Chị quên kỳ quá. Không quên được với cái chị tiền bạc. Và em đã yêu anh yêu rất lâu lần. Nhưng một ngày đẹp trời em.